Mô Di Phật. Trời. Ê, chút chút nha. Có ai đang ngồi đó đó. Mô Di Đà Phật. Cho hỏi có phải được. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Hôn linh này là một hôn linh, một cái hôn linh lạ cả nhà. Ý kỳ này chơi giết nhá luôn. Hello, con xin chào cả nhà đã quay lại kênh Sanma TV cả nhà ơi. Thì cả nhà. Thì hiện tại bây giờ trời đang mưa rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ con chuẩn bị đi vào trong ngôi nhà hoang. Mà nơi ngôi nhà mình, nơi nhà của Phương đó cả nhà. Úc Phương á là nơi mà Úc Phương đã giết cậu đó cả nhà. Thì vụ việc này cũng xảy ra cũng gần đây thôi chứ không có xa. Thì mấy hôm trước con đến thì có Unamu gì đó Phật. Trời sớm xét quá. Thì con đến thì con gặp một cái vong linh mặc một cũng đang thui cả nhà. Ở trong nhà và cũng như là có ngồi ở bên ngoài cái góc cây mít. Cái góc cây mít là cũng là cái nơi mà cái vụ việc Úc Phương giết cậu ở góc cây mít đó cả nhà. Thì hôm nay con đến thì con đi từ ngoài vào thì trời mưa. Trời nhẹp chứ cả nhà thấy mẹ con ướt nhẹp là biết rồi. Thì hiện tại bây giờ trời cũng đang mưa. Mà trời thì sắp tối rồi. Giờ này cũng 6 giờ hơn cả nhà, gần 7 giờ tối rồi. Thì con biết là con chó mỗi lần con vô cả nhà là có con chó nó sủa dữ lắm. Mà cả nhà biết là con ra ngồi ở ngoài này rất là xa và cách ngôi nhà nó rất là xa. Cách cũng khoảng cái 100 mét á. Nhưng mà con vẫn nghe tiếng con chó nó sủa. Thì mấy hôm trước con đến thì con gặp được những hiện tượng như vậy, nhưng mà con điều là con chưa có giao tiếp được với cái hương linh này. Thì cũng có chạm Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Chóp nhá quá cả nhà ơi. Thật sự đi quay như thế này á, ông bà cô chú chắc có lẽ cũng thấu hiểu được là không phải là cái nỗi khổ mà cái sự khổ cực về tâm linh. Thứ nhất, thứ hai nữa, chắc hôm nay con đi quay xong về con cảm luôn. Thì thứ hai nữa là trời mưa thế này thì sét rất là nhiều. Thì con sợ xui rủi mình có một mình giữa đồng mà. Và con đang cầm một cái vật, cái cây vái quay là bằng kim loại. Nên con khá sợ đó nha. Thì hôm nay con trở lại là con hy vọng nó sẽ gặp được cái hương linh đó và sẽ giúp đỡ cho được cái hương linh đó cả nhà ơi. Ồ, nhá quá nhá rồi. Thì lần trước con vừa đến á thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị yêu quý cũng như comment ủng hộ, động viên con đến đây trở lại để con giúp đỡ cái hương linh này và xem phải hương linh này là hương linh nào và có phải là cái người chú đã bị trong vụ án này không. Và ở kèm đó là có một số comment cũng thật sự cũng không có được cho nó tích cực lắm. Có một số bạn comment nói mình Tú xăm mình này nọ được cả nhà. Thật sự không phải xăm mình là giang hồ hoặc là xăm mình là muốn làm ông làm bà ai đâu. Mà thật sự tại vì Tú thích thôi. Cái nhà hãy chấp nhá không? Thì cái điều này là Tú thích, nói chung là sở thích thôi. Chứ không phải là xăm mình là người xấu. Nói chung con người chúng ta có nhiều điều nó không thể đánh giá về bề ngoài. Cô chú anh chị cũng biết rồi, có nhiều vụ mà giết người hoặc là thảm sát này nọ thì những nhân vật đó đâu có thể xăm mình gì đâu cả nhà. Hầu như là không có một vết xăm. Thật sự ra tính ra nếu con người thì cũng có người này người nọ. Và Tú cũng không phải là ngoại lệ đâu cô bác cô chú anh chị ơi. Thì Tú đăng video lên đây là cũng như là rất là sự cần sự giúp đỡ của ông bà cô chú ở trên kênh của mình.
yêu quý like, ủng hộ, chia sẻ này nọ rồi cho nhiều người biết đến. Thì công việc này cũng là công việc mưu sinh. Thì cũng hy vọng là được ông bà cô chú giúp đỡ rất là nhiều. Thì cũng thời gian khá lâu rồi tôi không có đề cập là vấn đề này. Thì ông bà cô chú nào có yêu cầu muốn thỉnh phép mà làm ăn, hoặc là bình an, hoặc sức khỏe, hoặc là bán đất bán nhà, hay hoặc là thậm chí là có thể đòi nợ, thì có thể liên hệ với số điện thoại trên Zalo màn hình của tôi nha. Và tình duyên chẳng hạn, nói chung là nhiều thứ lắm đó nha. Thì lâu lắm mà tôi không nhắc lại, chứ có lẽ cô chú anh chị, một số anh chị cũng không biết. Thì ai cần thì có thể liên hệ số điện thoại của tôi trên màn hình nha. Thì bây giờ, thì giờ con sẽ đi vào trong và xem thử hôm nay con có gặp được điều gì hay không, và có gặp lại cái hương linh hôm trước hay không. Thì hiện tại bây giờ là sắp tối rồi, và cũng như là trời đang mưa. Thì hôm nay con trở lại thì con cũng có mua bánh đồ giấy đèn bạc rồi cúng luôn nha. Ui ơi, nhìn thấy quần mấy có nhẹp chứ nè. Thật sự rất là lạnh luôn. Mà không lẽ con tới đây rồi mà giờ con đi về mà không lẽ không quay sao? Cũng như là không tìm hiểu về ở đây, cũng như là chia sẻ cái nhà mình, cái hành trình của mình. Thật sự nó có một chút xíu gì đó hơi gian khổ xíu. Thì cũng mong được cô chú anh chị gần xa yêu quý nha. Ok, không gì dòng nữa. Bây giờ mà ông bà cô chú anh chị cùng tôi đi vào bên trong cái nhà mà có vụ việc giết người. Chính người cháu giết người cậu. Bây giờ trước khi vào video, cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh. Anh chị cô chú nào đăng ký kênh rồi thì nhớ like và chia sẻ, comment ý kiến em thông lẫn nha cả nhà. Thôi bây giờ mời ông bà cô chú anh chị, bà con tôi đi vào trong cái nhà. Đi thôi. Đây, bây giờ con đi vô trong cái nhà. Cái nhà này con chó sủa không? Thì cái đoạn đường này á, cái đoạn đường này, cái đoạn đường này rất là vắng nha. Thì con cũng xin nói với cả nhà mình biết là hiện tại bây giờ con đang quay cùng một lúc là vừa cam thường và cam hồng ngoại. Nếu mà trong cái đoạn phim nào mà nó bị mờ hay hoặc là nó không thấy được vong linh thì con sẽ chuyển cam. Ôi, lạnh quá lạnh. Cái nhà nghe tiếng chó sủa không? Con không biết là sủa từ hướng nào, nghe tiếng dần dội 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 dội, chó nằm đâu. Nhà nhìn nè, xung quanh nè, nó rất là vắng luôn, cái nhà thấy không? Cái đường kinh mà lúc hồi đó đó, đồ chốc nhá dữ rồi. Hôm trước con đến đi cái nhà, con nghe được cái tiếng rên, tiếng người đàn ông luôn á. Thì tới đây là gần tới đường vô nhà. Đây, chắc trời chắc tối con bật đèn lên nha. Nó có nhà thấy mưa không? Con sợ hư máy quá trời, con sợ hư máy. Hư mít, hư máy, con sợ hư. Con đặt cái máy vô nhà, con quay ngược ra đốt mấy cái nhang chỗ góc mít này cái. Mô về Phật. Trời. Mô về Phật à, cái nhà thấy không? Nó con lùi kìa, mô giấc này à. Nó mô về Phật, con chào hương linh. Ý, tiếng đâu vậy? Đâu đây
mất tiêu rồi. Trời ơi, nước mưa cả nhà ơi. Con ngựa này con thấy một con ngựa lùi như thế này luôn á. Mà sao đồ đạc của ai đâu mà móc đây dữ trời. Cái gì? Cái gì? Cái nhà để con đặt máy ra ngoài góc bích đốt với cái nhang cái đã. Tại vì cái nơi đó là cái nơi mà người chú bị giết. Lạnh quá lạnh. Mới vô gặp cột lù hết hồn giết chứ. Nhà có phòng cháy bị ướt kìa cả nhà ơi. Tiếng đâu trời. Không biết là cái nhà mình có nghe hay không. Thì hiện tại bây giờ con đang nghe một cái tiếng rên cái nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con đến đây thì cũng vào cái dịp mà trời mưa gió còn lớn. Vào đó hôm nay thì hôm trước con có thấy ông ngồi ở đây. Thì con không biết phải là ông hay không. Hôm nay con đến đây, con cầu đang chặt ở đây, thằng con để ở đây. Những người mà đang cai trị đất này, cai quản đất này, cho ông xuất hiện cho con gặp gỡ và giao lưu, giao tiếp với ông. Để con có thể biết có phải là ông hay không. Và nếu ông có cần con giúp đỡ điều gì. Ôi cái nhợi. Ở đằng sau cao con thấy hai đâu, hai ba cái bóng đi qua lại trời. Mô gì được Phật. Ở đằng sau cao có thấy hai ba cái bóng luôn cả nhà ơi. Đứt lùi vậy. Kệ. Mô gì Phật. Con xin chào Hương Linh. Con không biết là Hương Linh có phải là vong của người chú đã bị giết ở đây hay không à? Đụng chặt. Ủa mất tiêu rồi. Cái nhà nhìn nè. Quần áo và cái đồ lạm dụng này hôm trước còn lại đâu có thấy mà cái này đó cả nhà. Hôm nay gì đâu mà lôi nhau hết trơn kỳ vậy nè. Ý sao hôm nay lại có cái thùng mì này với một bao gạo luôn. Mà bao gạo này chắc có lẽ là người ta cho bà cụ ăn á, mà thùng mì này nữa nè. Cái gì thế phải lùi vậy? Đâu rồi trời? Tiếng đâu rồi? Máy luôn, đốt mấy cái nhang bàn thờ cái đó cái nhà. Con đang nghe một tiếng rên. Nhưng mà cái tiếng rên này con không biết là từ hướng nào.
cái nhà ấy không? Ở trong bùn. Có tiếng con gái nữa. Có tiếng con gái nữa. Cả nhà ơi, hiện tại bây giờ con đang nghe tiếng một người phụ nữ khóc và tiếng một người đàn ông. Cả nhà có nghe những gì con nghe không? Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật. Để con đốt mấy cây hương nha. Tại nhang con ước cái chơi còn mấy cây nhang này nên đốt mỗi một bàn thờ một cây thôi nhé nha. Thì Hương Linh ơi, hôm nay con có việc đến đây. Thì hôm trước chắc lẽ con đã gặp được Hương Linh rồi. Và hôm nay trở lại thì có hy vọng là sẽ gặp được Hương Linh lần nữa và Hương Linh có thể cho con giao tiếp và rập rỡ Hương Linh một cách rõ ràng để con có cách để giúp Hương Linh. Thì bây giờ con xin thắp nhang bàn thờ dưới, bàn thờ trên là Hồng Ân Tâm Bảo của quyền và thờ Đức Thầy và chờ các nghi Phật. Con hy vọng là được những ơn trên phù hộ giúp đỡ cho các Hương Linh ở đây, trong như ở ngoài ở đây, đã từ nơi đâu đến đây, hay hoặc là nơi đây ở đây rất là lâu rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô, con xin chào ông. Cho hỏi ông hay bà, con có thể giao tiếp được với Hương Linh không? Đàn ông kia nhà. Cái bọc y có cái giống phía sau cái nhà ơi, bằng một cô gái, nghe tiếng cô gái. Nghe tiếng cô gái khóc. Cái nhà có nghe không? Con nghe tiếng người con gái khóc cái nhà. Ủa, ông đi mất tiêu rồi. Tại sao là nơi đây lại có người, tiếng một người phụ nữ khóc ta? Không lẽ là con cô gái này từ đâu đến đây? Cái nhà nhìn nè, cái lỗ này nhìn đi gan là cái cặp mắt này, hay cái miệng giống như người ta, cái mặt người ta, nhìn thấy ghê không?
Nhưng mà quay thẳng là đứng rồi nhìn này, cái nhà này rõ vàng này, nhìn cái mặt người ta. Ý, cái gì, cái gì đó. Hôm trước con quay vô thấy cục đất lùi trong này. Ủa, sao hôm nay lại có mấy cái bao ở đây ta? Hôm trước con nhớ vô đây đâu có mấy cái bao này. Mấy đứa chết này chết gì đây? Để con chui đây con coi thử. Đây là cái phòng. Có vậy nghe không? Ồ, ở đây trước nhà ta nhà dột hả? Ờ, nó có một lỗ nữa kìa. Tại có mấy cái này vứt quá khó quay. Con khó quay cho cái nhà coi. Lấy giờ con bứt mấy cái này hết đi cho trống để mà lúc quay con quay vô thì cho nó gõ. Mà thôi đi, để đi đi. Cái nhà con nghe không? Bên ngoài nghe tiếng lục lạo. Y y y. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con hỏi, hồn linh từ đâu đến đây? Ông là ai? Tên tuổi là gì? Cả nhà có thể nghe được tiếng di chuyển luôn đó cả nhà. Ông ơi, ông cần gì ông nói đi, cô giúp đỡ cho ông. Cái gì? Ủa đâu rồi? Rõ ràng mới thấy vào đây mà. Ông đang gặp gặp trong rừng rừng rừng. Ý, cái mà ông nhích kìa. Ủa, sao cái mạng nhích vậy? Bây giờ nhìn cái mạng nhích in nè. Tiếng gì ông lên rồi? Tiếng gì ông đâu trời? Ý, dạ dạ. Thôi 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 thôi. Đi được cái bên luôn chưa hay luôn. Ôi, cô gái cái nhà ơi. Đây là một cô gái. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi,
cho con hỏi cô từ đâu đến đây và... Dạ. Rồi. Cô gái này đâu rồi? Sao có cô gái nữa ta? Còn cái bông. Ông già. Ý. Cái bọc của mình. Ừ, sạch nhà luôn quá. Để mình leo rồi mình dựng cái bát hương lại, bát hương nó ngã luôn rồi. Nghe thấy con chó sủa đâu hoài mà không biết đâu. Tại mưa hả? Chứ không phải còn lộng lộng ngoài có gì không? Để đi ra ngoài cái này. Không biết là hương linh này từ đâu mà cũng như là con bông nữ nữa. Để đục cúng này. Bên đây là bên hông nhà nè. Tiếng gì? Tiếng gánh đâu ạ? Có gì trắng trắng người ta ơi cái nhà này ca nhìn ấy có cái gì đó vậy cái chân đâu rồi này, này, này. Ngay cái lỗ này cái nhà để ý nghe có gì đó đang động đậy bên đó ơi cái chỗ đó cũng là cái chỗ một cái góc cái mít đó cả nhà. Để đi vào thử coi. Hình như có ai đang ngồi đó vậy mà. Kìa. Ê, chút chút nha. Có ai đang ngồi đó đó. Ừ. Mô Di Đà Phật. Cho hỏi có phải được. Đứng dậy. Hương linh này là một hương linh, một cái hương linh lạ cả nhà. Ý kỳ rồi chơi giết nhá luôn rồi. Tiếng đâu vậy? Cái nhà nghe tiếng gân đâu? Thấy quay qua thấy rõ ràng có bóng
một người phụ nữ ngồi trên gốc bích này luôn, mà hình như đang hưởng nhang thì tiếng động gơn vậy. Trời ơi, cái nhà nhìn này nó môi Phật thì không lên đây. Thì con không biết là vong lên từ đâu đến đây, và cũng như đến đây từ bao giờ. Thì hôm nay có duyên con đến đây vào bây giờ này, và tôi thui ta. Mà như vậy thì cái nhà hay gấp rộng rồi. Bây giờ này thì con không biết là có đã làm phiền đến hương linh hay không. Thì nếu hương linh đã xuất hiện rồi thì con cũng xin hương linh cho con được biết danh tánh để mà con tiện giúp đỡ hương linh được không.